Audio Jungle. Xin chào bà con, thì lâu nay á vì công việc nó cũng bận rộn quá nên mình không có quay cho bà con xem được nhiều clip. Thì gần đây thì có ảnh hưởng với cơn bão á, nói chung là lượng tuyết, cơn mưa nó cũng rất là nhiều. Nên bà con chúng ta, nông dân chúng ta thì nó hiện tượng là sầu riêng rụng cũng rất là nhiều. Là khu vực ở Đắk Lắk chúng ta, một số tỉnh Đắk Nông và Gia Lai á, thì diện tích mà mưa á, nó diễn ra trong 3 ngày mưa dầm rất là nhiều. Nên xảy ra tình trạng là sầu riêng phát đọt rụng trái rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là cây bơ búp. Thì clip chính này mình vẫn nói về cây sầu riêng cho bà con á. Thì trong giai đoạn á mà mưa dầm hoặc mưa nhiều á, thì cái tỷ lệ mà phát đọt cây sầu riêng á, nó chiếm tỷ lệ rất là cao. Nên qua đó bà con trong giai đoạn này, một số bà con chúng ta đã cứ nghĩ thời tiết mưa xuống á là bà con bón phân. Thì cái thói quen hồi giờ bà con nông dân chúng ta á, là mưa là bón phân. Nhưng mà cái nhu cầu của bà con bón phân á, đa số là N3K vào mùa mưa hết. Thì cái thế là đó là một cái sai của bà con. Đấy, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm riêng của mình về cái clip này để mình nhắc nhở bà con. Những bà con trong khi giai đoạn trái non, hình thành trái non á của cây sầu riêng á, thì thời tiết mưa á, thì bà con nên ngưng phân, không nên bón phân nha. Vì nếu bà con phát bón phân lúc này á, thì cái đọt non phát rất là mạnh. Mà nếu đọt non phát mạnh á, thì dẫn đến tình trạng rụng trái non rất là nhiều, rụng sinh lý rất là nhiều do cạnh tranh dưỡng giữa đọt non và trái. Thì cái đó là cái vấn đề đó, hầu như bà con chúng ta, nông dân chúng ta làm về cây ăn quả bà con đều biết á. Thì qua đây mình cũng hướng dẫn bà con á, thì trong giai đoạn này á, bà con phun thuốc chặn đọt, phun thuốc chống rụng trái, và cái ba nữa là phun nấm và khuẩn trên cái sầu riêng. Thì mưa xuống thì vừa có nấm mà vừa có khuẩn nữa, thì bà con có thể phun thuốc vừa nấm vừa khuẩn cho mình để phòng cho chúng ta tất cả yếu tố này. Thì nó qua giai đoạn mà rụng sinh lý và phát đọt á, thì lúc đó bà con có thể bón phân cho mình được rồi. Thì tùy vào cây mà chúng ta có những cái đợt bón phân thích hợp như nhau, N3K hay là vi lượng hay là lân kali gì đó, nói chung là tùy vào cái cây, cái mức độ sinh trưởng và cái chế độ bón phân của từng vùng, từng khu vực thổ nhưỡng á, thì bà con có những cái tỷ lệ bón phân khác nhau. Thì mình cũng nhắc nhở là trong giai đoạn này á, thì bà con cũng nên làm cho mình là bồn thông thoáng sạch sẽ cỏ dại đi, để tránh tình trạng mà thứ nhất á, là mưa xuống nhiều á, nếu bị ngập úng á, cái ẩm mốc nhiều á, thì nó dễ bị tình trạng là nấm rễ, thối rễ. Cái đó là mình dự trù và hướng dẫn sơ bà con để bà con tránh được cái tình trạng mà nó bị thối rễ nha. Vì trong mùa mưa á, sẽ ra rất nhiều bệnh trên cây trồng chúng ta, gốc thân lá trái đồ rất là nhiều. Thì một lần nữa ở clip cây sầu riêng này á, mình sẽ quay hết vườn bà con xem về công tác mà hướng dẫn bà con chúng ta kiểm tra đọt, phun thuốc chặn đọt, xử lý chống rụng ở trên cây sầu riêng để cho nó đạt được năng suất cao và hiệu quả hơn. Thì bà con cứ theo dõi đi kênh đi và đăng ký kênh đi. Bà con có thắc mắc thì có thể điện thoại cho mình để mình tư vấn cho bà con. Thì cái này là cái quan điểm cá nhân của mình, thì bà con có thể qua xem và áp dụng vào cái vườn của mình. Thì cái đó là mỗi nông dân chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm riêng về trồng cây ăn trái và cây ăn quả khác nhau. Thì mình sẽ quay và chia sẻ cho bà con để bà con có những kiến thức so sánh giữa vườn của nông dân này với nông dân kia. Khi đó là mình cũng quay rất nhiều clip rồi, mình cũng nói rất là nhiều và rất cụ thể. Nên bà con cứ xem qua clip này thì tỷ lệ đậu trái cây sầu riêng mà để chúng ta làm nó già đọt và chống rụng thì nó cũng rất là tiện lợi hơn so với cây bơ bút. Thì hai cây bơ này, hai cây ăn quả này nó tương đồng với nhau, nhưng mà đặc điểm là khó hơn ở cây bơ bút thì nó phát đọt cùng với trái, thì xử lý nó lại hơi khó hơn một xíu so với cây sầu riêng. Nhưng về công thức và cái cách chăm sóc thì hầu như hai cây ăn quả này giống nhau, đều rụng sinh lý ở giai đoạn phát đọt non. Thì đây là toàn bộ vườn sầu riêng mình quay bà con á, thì bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi nha. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Clip này mình quay cũng rất là dài á, nên bà con cứ theo dõi.